Everyone, hello, chào các bạn. Người nông dân kiểu Mỹ. Vườn sầu riêng 866, giá 800, có thể lên 1 tỷ. Sắp sửa thu hoạch sầu riêng to 4 năm. Sầu riêng 4 năm nha. Mặt tiền 17 mét. Đèn 3 pha. Sắp sửa thu hoạch trái rồi. Này xịt cỏ thôi. Phái đoàn đang tham quan khu vườn thân yêu. Vườn sầu riêng đẹp không các bạn? Tại xã Xuân Tây, mặt tiền đường Xuân Tây nha, gần ủy ban xã, gần khu công nghiệp, rất là đẹp bạn ơi. Sầu riêng này thì sang năm thì thu hoạch rồi mọi người và các bạn ạ. Các quý vị nào mà có ăn sầu riêng sang năm thì mình cho số Zalo địa chỉ đi, mình biếu cho mỗi người một quả nha. Mình đi làm đất này có nhiều người tốt bụng lắm, trái cây ăn thoải mái luôn, muốn lấy về lấy đi xem đất cũng được, mang quà mang về luôn. Sầu riêng này thì sang năm thì sẽ thu hoạch. Cây này là sầu riêng Thái được 4 năm rồi các bạn. Các quý vị thử nhìn xem nhé, mình quay xa xa nè. Thân cây nhỏ bé vậy thôi chứ trái nó ra là nhiều lắm. Đây là mít. Mai mốt là vườn này là sẽ trồng thêm bơ nữa, sân canh. Đẹp không các quý vị? Một trong những khu vườn đẹp, có thể là bán, có thể là không, để dành. Lâu lâu các bác đã đi xem đất rồi, về đây nghỉ ngơi. Anh em nữa làm con gà nữa thì nhậu với vác cái đờn Gunta nữa. Hôm nào mình sẽ vác cái đờn Gunta này, mình mời các anh chị xuống dưới đây, mình làm thùng bia. Sau đó là các bạn có ăn lẩu lẩu sầu riêng bao giờ chưa? Mình ăn được mấy lần rồi sầu riêng, lẩu sầu riêng ngon lắm. Mà vừa nhậu mà có sầu riêng ăn nữa thì trời ơi bổ lắm các bạn ơi. Đây mình sẽ quay kế tiếp là có một cái khu vườn này là chuẩn bị là anh của mình chốt. Anh của mình sẽ chốt cái lô này giáp với cái vườn sầu riêng luôn. Nếu được là bục luôn để làm một khu resort nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi lâu lâu các bạn đi xem đất với mình. Với 6 tỷ thì mình phục vụ các bạn. Đẹp lắm các bạn ạ. Đây là cái bơ. Đây này. À mình quên quay cho các bạn. Đây là bơ nha. Đây là cái bơ đó. Đẹp không? Cái này là chỉ ăn mà tìm bên đây thôi. Cái đám này nè. Bài hả, đám này thì chỉ muốn mặt tiền đây này hả? Tiền bên đây thôi. Đây, đẹp không? Nếu là ok được là kế với cái vườn sầu riêng này nè, sẽ mua luôn để dành. Có thể là bán, có thể không nha các bạn. Bởi vì cái khu vườn này để giữ lại để lâu lâu để tiếp khách á. Tiếp các bạn về quê mình cùng chung vui công việc và cùng bên nhau bát cơm chén rượu nồng.
hương đồng, hương đồng của sầu riêng. Hôm nay trời nắng lắm các bạn, hôm nay nắng lắm phải đội nón vô. Và các anh chị ở thành phố mà đi xem đất á, mà không có quen trời ở các địa phương á, bởi vì ở dưới địa phương là không có ai dùng máy lạnh nha, không ai dùng máy lạnh hết, nên là phải nhớ mang theo áo khoác và nón. Thứ hai là mắc kính đeo để nó chống nắng. Các bạn mà sốt nắng là ốm lắm đó. Đây là khu vườn rất là thân yêu. Thế các bạn. Đẹp các bạn. Mít Thái đang thu mùa thu hoạch rồi, trái to chưa các bạn ơi? Trái to chưa? Anh chị em nào mà mua thì alo mình nha. Zalo của mình là 0982687668. Ông anh mình là chuyên mua đất vườn có trái cây cho các anh chị đầu tư ở Sài Gòn. Và các bạn có nào muốn ăn mứt gỏi không thì hôm nào mình sẽ làm cho các bạn ăn. Uống với bia là cực kỳ ngon. Đẹp chưa? Các bạn ơi, đó, nhìn ra đẹp không? Bờ đó. Bờ dài lắm á. Có khi nó cũng cỡ này nữa nè. Còn bình thường là nó phải cỡ vậy rồi nè. Đó, cỡ mà lên là cỡ đó đó. À. Đây. Lần đầu tiên mình từ ngày xưa giờ đi làm đất, giờ mình biết cái gốc cây bơ này là nó có cái thân hình rất là dài. Nó dài tới có thể là 30 phân. Hơn 30 phân đấy các bạn. Là mình các bạn nhìn này. Rất là đẹp. Mà đây trái nó còn nhỏ đây này, các bạn xem là nó còn nhỏ xíu này, thấy chưa, nhỏ xíu thôi, rất là dễ thương các bạn ơi. Mà cái bơ nó nhỏ xíu à, mà các bạn là nhìn thân cây nó có này, vậy mà trái nó dài to, to lắm các bạn. Này mình quay cho các bạn xem, thấy chưa, đó, trái rất là to đây nữa. Này, này này các bạn xem này, còn lối to kinh khủng luôn, to kinh khủng luôn các bạn. Cái bơ đó, cái bơ đẹp mà có trái chín luôn. Cái này bây giờ mình ăn được rồi nè, ăn được rồi đó. Anh chị nào mà có Zalo á, gần gần lâu lâu để địa chỉ thì lâu lâu mình gửi cho mình cho thưởng thức những trái cây nhà vườn tận vườn luôn. À còn cây này là cây dâu tây, cho tằm ăn. Cây dâu tây. Mình đang đứng ở bên hông là vườn sầu riêng. Vườn sầu riêng nha các bạn. Đó. Mua rồi. Bây giờ thì anh chị em nào mà thành phố mà có nhu cầu đầu tư để nghỉ dưỡng lâu dài thì alo cho mình. Thì đất thì ai Okimơ. Các bạn biết cái gì đâu. Lá mơ kiểu to quá các bạn ơi. Lá mơ thì ngon nè. Tí nữa mình bước lá mơ này ăn giả cây ngon lắm. Đây khu vườn sầu riêng nhá. Đây là khu vườn sầu riêng của ông anh. Bây giờ mình vừa đang vô xem cái lô đất này để mua đi kết hợp để làm một cái resort nghỉ dưỡng. Đúng như lúc đầu mình nói là để phục vụ cho các anh chị lâu lâu về xuân tây mà đi xem đất, xong rồi mình nghỉ ngơi tại đây. Có thể mình làm một ngôi nhà gỗ mà gắn máy lạnh cho các anh chị ở. Nhưng mà ở quê này không ai dùng cái lạnh nhiều đâu, bởi vì mát, chiều chiều gió mát. Đây, vườn mít, các bạn nhìn thấy vườn mít không? Mít Thái nha các bạn, cây này cũng là 4 tuổi rồi, đã có trái, đang thu hoạch, đã có trái. Đây là phái đoàn của anh em nhà, đang xem nghiên cứu lô đất này. Chốt cái lỗ đất này. Đó, cây mít này. Rất là dễ thương, tươi. Mít Thái nha. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo mình. Số điện thoại của mình thì là 0982687668. Chuyên về đất của Mỹ. Chuyên về đất nhà vườn. Đấy, mít trong hai thằng lối. Cái này là gần một mẫu các bạn ơi. Là ông anh mình sẽ mua luôn.
mua thôi. Còn ai thích mua lại thì bán lại luôn, lấy ít cũng bán. Nhưng cái vị trí nào các bạn thích thì để lại thôi. Còn ngoài ra thì cũng có một cái khu để giữ lại thôi. Nhiều khi quý quá thì cũng bán luôn chứ sao giờ. Có nhiều lô thì mua để bán, có nhiều lô muốn giữ lại. Nhưng mà đến khi gặp duyên khách thì tự nhiên cái này bán luôn. Biết là tiếc là không thể tìm được cái lô nào nữa. Đây, thấy chưa? Trên mít này các bạn. Trên mít này. Thân cây rất là nhỏ, nó là mít Thái. Đó, đến mùa thu hoạch là nó nhỏ lắm mà trái nó to. Rất là thằng hàng thằng nối đang trồng xen cạnh này, có sầu riêng thế này, thấy chưa, có sầu riêng, cứ cách một cây sầu riêng lại có một cây mít, thì mình cứ canh tác như vậy được khoảng 4 năm trồng là thu hoạch, sau đó thì cứ thu hoạch đến khoảng 10 năm cỗi thì mình sẽ trồng cây khác. Đó, thấy chưa, đẹp. Để kết thúc video trên, cảm ơn các bạn đã xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình luôn chia sẻ với các bạn về đất khu vực xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ mình, số điện thoại của mình là 0982687668. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh để xem video kế tiếp Người Nông Dân của Cẩm Mỹ. Cảm ơn các bạn. Xin chân thành cảm ơn các quý vị. Chúc cuộc chắc các quý vị một ngày mới mạnh khỏe và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Bye bye.